theo cả nhà nhé. Bây giờ gia đình nhà mình sẽ tiếp tục di chuyển đến đây là Quảng Trị này, chỗ này là vị tuyến 17 nhé. Các bạn cùng gia đình nhà mình đi tham quan vào đây có những cái gì nhá. Đây là khu di tích lịch sử này, chia cắt ngày xưa này, chia cắt hai miền Nam Bắc chúng ta và ký hiệp định Geneva này. Đấy, rất là nổi tiếng nhá. Ghế di tích quốc gia đôi bà Hiền Lương ở Quảng Trị. Rất là rộng nhá. Ok. Cột cờ giới tuyến. Nào. Nhìn mẹ đi. Nhìn mẹ, nhìn mẹ. Ba ơi. Ô chị Mít. Baby. Chị Mít đừng ăn nữa. Ok. Rồi, để em đi ba chục. Oh, leave it. There, take your bike. Đó. Oh, it's okay, it's okay. Oh. Mấy bố con mua kem cho nhau 15 ngàn. Vé vào đây cả nhà mình 100 ngàn này, cả người lớn lẫn còn trẻ con. Oh. Dám đi. Ok mẹ giữ vé. Thôi chị Mít ơi. Trong thân của cái màu tím ấy thì là có màu cam. Còn trong thân của cái màu cột cờ cam giấy tuyến thì lại có màu hồng. Còn trong thân của cái màu hồng thì lại có màu tím. Ừ. Đây. Không biết. Đi vào xem nào. Đôi bà Hiền Lương. Đã đóng cửa rồi, khóa rồi. Cũng chẳng có gì. Đây là bến bờ Hiền Lương này. Nàng ngoan ngoè. Sunny. It's green. Giúp đi. À, cũng đã đi đường vòng chúng tôi chứ nói gì. Anh nhẹ, đây là sân đổ trực thăng. Không biết. Mấy gì nó chừng mấy chục đá mà cười không biết. Quay hình tròn này này. Thấy không? Ừ, đấy. Có. Yeah, đây là bờ Hiền Lương này. Cái mà ba bạn là chia hai đây. Biết rồi. Tí nữa cũng được. À mỗi cái này là một cái bia nó như cái gì ấy? Ừ. Đảo Tiên Nữ. Ừ. Đó là một đảo, đảo An Giang. Cái bia đó là một đảo, đảo. Ừ. Đó là cầu Hiền Lương. Nhà liên hợp nơi làm việc tổ giám sát bảy sáng hiệp định Geneva.
Mẹ muốn đi ra đây không? Đây. Nam Bắc một nhà. Tượng chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến. Đây. Hả? Rồi rồi mới chụp đi. Mày chụp nhanh cho chạy vào đâu chị. Rồi. Hả? Rồi mới thấy đầy đủ cái tượng. Cái lá cờ, hình lá cờ tượng. Đây. Let's go. Ok. Hai bên hoa này vàng nó lại đẹp cơ. Hai bên hoa này á? Ừ. Mẹ quay đi đấy, bà quay ngược lại cho. Mẹ đi tới, hiểu không? Đi từ từ. Bây giờ nó ôi nhìn đẹp chưa? Rất đẹp nhá. Hello. Nào, quay ra đây. Nào, 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 nhanh, 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 nhanh. Ờ, đẹp lắm. Nào, nào cười nào. Baby, 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 look at me. Cheese. Yes. All right. Mommy turn. Mát nhỉ. Ui em bé giỏi thế. This way. À, mình đăng ký rồi nên đâu có vấn đề gì đâu. Đấy chưa phải đăng ký. Người ta không chịu trách nhiệm. Nào. Miss. Xích ba đi, ngồi xích ba sao vậy? Tách vậy. Hey. Hey. Baby. Look at me. Không nhìn. Rồi đi tiếp vậy. Thank you.
đi con. Vừa nói xong con vừa nhìn. Ba sao chóng mặt. Nhìn xuống nước. Dắt. Hi. Ôi nó còn nối qua tiếp bên kia đâu kìa. Có pháo đài cột cờ. Ờ. Ôi chỗ này đẹp chưa? Nhè. Và mát thế. Ờ. Ok. Look at me. Yes. What happened? Baby, what happened? Daddy. Oh, I'm scared. You stay here, Daddy will go. Nhà trưng bày. Đấy ôi hai cái loa này. Đấy đi vô đây quay có cái gì nào. Ui trong này ok này, trong này Hồ Chí Minh này. Ấy. Wow. Đây. Di tích quốc gia. Đó. Đây này bom này mít này. Những con số về hậu quả bom mìn sau năm 75. Đó. Ơi. Chứng tích mìn ở Quảng Trị. Đây là bom này. Đây. Bom ngày xưa mà từ mấy tay Nam Bắc xung hợp. Hòn đá chủ quyền, quần đảo Hoàng Sa. Thành tích chiến đấu của quân và dân. Đó. Đây. Máy bay Vịnh Lý.
thật xứng đáng là tiền tuyến. Nhà trẻ trong lòng địa đạo. Vỏ Bambi. Biên bản giao ban ngôi sao bằng đồng trên đỉnh cột cờ ấy. Hiệp định Geneva. Ôi trời. Em làm gì đấy? À em bé làm giống như này à? Trời ơi, làm giống hè. Bàn mổ. Ooh, what happened? What happened to your leg? Đây này, máy đánh chữ ngày xưa này, như này. Ngày xưa chỉ thế này, xong rồi nó in ra một tờ báo thôi. Tức là gõ được cái là nó thành chữ trực tiếp ở trên đấy. Yes baby. Basco. This way. Ready. Wow. Nhanh chóng lên ạ. Yes, baby, go first. Baby wins. Yeah, you have two wins. Yeah. One, two, three, go. Oh, trời. Đi lên đây nữa hả?